Chào các bạn đã quay trở lại kênh tin tức hàng ngày Trước khi vào video của ngày hôm nay Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều vui tươi và hạnh phúc Nào chúng ta hãy cùng theo dõi video của ngày hôm nay nhé Mới vợ cũ vua cá coi muốn giữ hết tài sản hậu ly hôn Đại gia Thắng Ngô mắng cộng đồng mạng đừng gieo nghiệp Lên xe hoa cùng Thắng Ngô Người được mệnh danh là vua cá coi Việt Nam Nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân bất ngờ vướng phải nhiều nghi vấn xoay quanh chuyện đề tư tình cảm trong khi vua Cá coi bị chỉ trích là giàu đổi bạn sang đổi vợ thì hà thanh xuân bị cho là tiểu tam chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác sau một tuần trở thành tâm điểm vợ chồng hà thanh xuân đã lần lượt khóa tài khoản cá nhân thậm chí khóa cả fanpage chính thức trước bảo dư luận mới đây vua cá coi đã có cuộc trò chuyện thân mật với một luật sư nổi tiếng để giải bày hết nỗi lòng của mình để gia cá coi thắng ngô tiết lộ trả chuyển quyền thừa kế tài sản cho vợ cũ để bắt đầu cuộc sống bình yên bên cạnh hà thanh xuân đồng thời hy vọng cộng đồng mạng buông tha ngưng tiêu diệt những tin đồn sai sự thật. Sau nhiều ngày im lặng trước các buộc ly hôn vợ cũ, Thanh Đào để kết hôn với ca sĩ kém 13 tuổi, Hà Thanh Xuân. Tối ngày 9 tháng 5, đại gia Thắng Ngô đã chính thức lên tiếng, bắt đầu cuộc trò chuyện doanh nhân sinh năm 1975, bày tỏ tiếc nuối vì sự việc vừa qua đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần Hà Thanh Xuân. Với vị thế là người ở trong drama, Thắng Ngô cho rằng mình cần phải có trách nhiệm giải thích, làm rõ những khúc mắc còn tồn động. Cụ thể, vua cá coi Việt Nam tung bằng chứng giữa mình và vợ cũ đã xảy ra khúc mắc từ nhiều năm trước. Đến tháng 2 năm 2021, cả hai đi đến quyết định ly hôn cũng như giải quyết tài sản. Đến tháng 5, nhờ mai mối của một người bạn thì Thắng Ngô mới chính thức nói chuyện, làm quen Hà Thanh Xuân. Điều này ngầm phủ nhận tin đồn giọng ca hải ngoại là tiểu tam như lời đồn. Ngoài việc lấy lại danh dự cho bà xã Hà Thanh Xuân, cho nhưng Thắng Ngô nhấn mạnh bản thân chưa bao giờ có ý định vô trách nhiệm với vợ cũ và con, ngồi chu cấp hàng tháng. Trên trại cá Ruby Coi Phong, là tâm huyết thành quả lao động do mình gây dựng nhưng tán ngô không ngại ngần để chị thanh đào đứng tên vận hành anh nói thêm điều mong muốn hiện tại là chấm dứt những tin đồn vô căn cứ tận hưởng cuộc sống bình yên bên cạnh hà thanh xuân ai biết được mình sống đối xử với vợ cũ là cô đào như thế nào mà nói rằng mình phụ bạc rồi ngày hôm nay mình có được cơ đồ rồi phụ bạc đi tìm vợ trẻ thứ nhất là mình bác bỏ căn cứ là mình và vợ cũ đã quyết định ly hôn rồi sau 3 tháng mới biết cô xuân thứ hai để giải quyết vấn đề sau ly hôn mà nhiều người luôn xoáy sâu vào là vấn đề tài sản. Mình không có bất kỳ mưu lợi bất cứ điều gì cho bản thân. Vợ chồng mình chia tay rất văn minh, việc mình để lại cho vợ tất cả để cô ấy chăm con. Mặc dù vẫn có nhiệm vụ chu cấp, mình đâu có dình nhật cái gì đâu. Khi ly hôn, vợ cũ mình nói rằng muốn ăn cho cửa hàng Rubicon Farm quận 2. Đó là cửa hàng duy nhất và lớn nhất từ trước đến giờ mình xây dựng. Mình không hề suy nghĩ một giây nào cả. Rồi vợ cũ nói là muốn đứng tên Rubicon Farm. Ok, Em có nói kế toán sang tên cho em đi. Cuối cùng cách đây mấy tháng, cô ấy bảo là giao luôn password, mật khẩu, tài khoản Ruby Code Farm. Mình cũng giao luôn, mình không hề đắn đo. Suy nghĩ trước bất kỳ yêu cầu nào từ vợ cũ, đại gia Thắng Ngô bức xúc nói. Trong video dài gần 40 phút, do nhân Thắng Ngô từ một người mạnh mẽ quyết liệt, đã rơi nước mắt khi nhắc đến cô con gái Ruby. Với anh đây là cô con gái xinh xắn, ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Thế nhưng vì vụ thiếu hiểu biết của cộng đồng mạng mà tác động một phần không nhỏ, đến tinh thần cô bé suốt những ngày qua. Dư luận và cộng đồng mạng phải nhìn nhận lại vấn đề, cách hành xử của mình nó nghiêm túc. Các bạn đừng hù theo những thông tin không đúng khi chúng ta không biết thông tin gì đó chính xác mà cứ hù theo rồi dùng lời lẽ cay nghiệp thì chúng ta đang gieo nghiệp. Tôi không có tội gì cả, tôi cũng chỉ là người đàn ông bình thường, sống và làm việc tử tế, tôi không dối trá phụ bạc gì cả. Đối với vợ cũ, tôi đã sống trọn vẹn trách nhiệm, đến khi không sống cùng với nhau, tôi cũng lo rất chu toàn, Chồng Hà Thanh Xuân giải bày Cuối cùng vua cá coi không quên dành những lời khen có cánh cho Hà Thanh Xuân Kết hôn ở độ tuổi tứ tuần Thậm chí hơn bà xã đến 13 tuổi Tuy nhiên vợ hiện tại Mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt khi ở gần bên Quyết định kết hôn chốt nhán Đơn giản xuất phát từ tình yêu chân thật Còn quan trọng vấn đề thời gian Vua cá coi từng tiết lộ anh phải lòng Hà Thanh Xuân vì cô là người yêu động vật và có tâm hồn nhân hậu. Khi Hà Thanh Xuân biết tôi chơi cá coi, cô ấy cũng có tình cảm đặc biệt với chúng. Hà Thanh Xuân rất hợp với người cá coi có một lần tôi dẫn vợ tới một cái hồ toàn bộ cá trong hồ đó cho mình tôi nuôi từ bé chưa tiếp xúc với con người nhưng khi hà thanh xuân ngồi bên hồ đó toàn bộ cá coi đều bưu lại đây chính là sự sắp đặt của định mệnh lý giải về chuyện yêu nhanh cứu vội vua cá coi chia sẻ thực ra ông bà mình nói do cái duyên nhân duyên hai vợ chồng phải có nhân duyên mới tiến tới hôn nhân từ xưa đến giờ mình chỉ có ghém trong công việc và gia đình chỉ mình khuyên mình nên mở lòng cởi mở để có những mối quan hệ mới sau đó người em mình giới thiệu cho mình với cô gái chứ không phải chỉ xuân đâu mình cũng không quan trọng chuyện xinh đẹp đâu sau khi mình tìm hiểu xuân thì mình rất là thích một tổ chức của cô ấy là rất bản lĩnh là chủ cuộc sống của mình mình rất nể phục vợ mình sống rất tình cảm luôn lo cho mọi người nên gia đình cô ấy mong cô ấy sống cho bản thân nhiều hơn mình và xuân tình cảm đã có bước tiến lớn trong dịp tết bọn mình cũng yêu xa nên khi mà gặp trực tiếp thì hai đứa cảm thấy rất là ổn hai đứa không có gì khác biệt nên rất thoải mái và hợp nhau, trước khi xuân về thì bọn mình cũng chưa xác định kết hôn mà chỉ là xuân về chơi gặp mình thôi, nên xuân nhận xô tháng 5, tháng 6, tháng 7, sau đó không nhận nữa. Mình cũng nói với xuân về Việt Nam lần này mà hai đứa cảm thấy tiến tới được với nhau thì mình tổ chức đám cưới thì xuân cũng đồng ý. Sau đó khi về thì ngoài việc hai đứa cảm thấy rất hợp nhau, tình cảm tiến tới tốt đẹp thì bọn mình còn được gia đình hai bên ủng hộ. Ba mình đã năm nay 90 tuổi, đã hôn mê nhiều tháng Bên gia đình Xuân thì bà nội của cô ấy cũng sức khỏe yếu Nên là trong tình huống mà có điều xấu xảy ra Thì mình và Xuân phải hoãn đám cưới khá lâu Nên gia đình hai bên cũng dụt hai đứa tiến tới đám cưới Đối với mình đám cưới sớm hay muộn không thành vấn đề Mà quan trọng là cảm xúc Tình cảm của mình với đối phương Vô các con cảm thấy đau lòng khi thời gian qua Hà Thanh Xuân bị mang tiếng một cách oan ức Anh cũng khẳng định mình đã để lại nhiều tài sản giá trị cho vợ cũ Và làm tròn trách nhiệm sau ly hôn Nên không có gì phải hổ thẹn tôi là người sống tử tế không làm điều gì sai trái nhưng lại gán cho tôi những điều hết sức nặng nề tôi chịu trách nhiệm với những gì mình đã nói tôi mong cộng đồng mạng dừng lại câu chuyện này để gia đình tôi được yên thắng ngô chia sẻ chuyện đúng sai có lẽ không ai có thể giải thích tường tận hết chiên hết nợ thì đành chia xa chuyện hôn nhân cũng không thể cưỡng cầu có lẽ giờ đây chị thanh đào vẫn đang hạnh phúc và vui vẻ vì quyết định ly hôn của mình mọi người đều phải chọn một con đường riêng bình yên hay không ác có sự an bài